Chào các bạn đến với khu vườn nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh cũng như là để lại bình luận cho mình. Đừng quên follow Instagram nếu các bạn muốn. Còn nếu các bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình có một kênh tarot thứ hai là Tarot Bánh Quy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân giữa đáng tuần, giữa đáng tháng. Còn đối với khu vườn nhỏ thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề do các bạn gọi là đề xuất, mình đã gọi là đề xuất trong cái lần trước, rồi các bạn gửi cho mình, bạn đó gửi cho mình. Thì cái chủ đề đó là cái chủ đề là tự nhiên mình quên tiêu về bỏ lỡ nhau rồi tương lai chúng ta có còn cơ hội. Thì mình lấy nguyên văn cái tên của bạn, cái tên gọi là cái chủ đề của bạn đó gửi cho mình luôn để mình đặt cho cái video clip. Thì đáng lẽ mình phải gọi là cảm ơn, gọi là tắt nick của bạn đó vào, nhưng mà mình cảm giác nói chung mình hay nói đó là vì giữ cái sự riêng tư của bạn đó, nên nói chung của tất cả các bạn này mà gửi cái chủ đề cho mình á, thành ra mình sẽ không có đề cập tên của bạn đó hoặc ở trong cái video clip, mình sợ nó ảnh hưởng tới các bạn đó. Thì các bạn thông cảm như mình, nhưng mà thật ra mình rất là cảm ơn ha. Thì rồi thì chúng ta có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Nhưng mà trước khi vô phần giải bài á, thì mình chỉ mong các bạn xem cái chủ đề này với một cái tinh thần thoải mái thôi. Mình cũng không có biết là tụ 1, tụ 2, tụ 3, tụ nào, thì các bạn có thể quay trở về và tụ nào gọi là các bạn có thể nối tiếp câu chuyện tình cảm hay là chấm dứt hoàn toàn, mình không biết. Và dù nó có kết thúc hay là nó không có kết thúc, tất nhiên là các bạn còn cơ hội với nhau á, thì cũng nên thoải mái với cái câu chuyện này. Đừng có quá đặt nặng cái việc là nếu mình trả lời không thì nó sẽ là không, nếu mình trả lời có nó sẽ là có, dù mình có đọc bài đúng đến đâu đi chăng nữa. Biết đâu câu chuyện mọi thứ nó lại khác. Rồi thì các bạn cứ chọn bài đi ha, mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh cũng như là để lại bình luận cho mình nếu các bạn muốn. Rồi thì bỏ lỡ nhau rồi thì tương lai chúng ta có còn cơ hội hay không? Mình cũng không biết bạn nào gửi cái tên chủ đề, nhưng mà mình thấy khá là hay bởi vì bạn đã dùng từ bỏ lỡ nhau rồi. Rồi thì đầu tiên chúng ta có lá 6 gậy. Chúng ta có lá The Wheel of Fortune. Và chúng ta có lá 4 kiếm. Bỏ lỡ nhau rồi, chúng ta có còn cơ hội trong tương lai hay không? Tương lai chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau hay không? Cái này, ba lá này nó cho mình cái câu chuyện trước, chứ nó không có cho mình cái gọi là câu trả lời là có hay không. Thật ra nó cũng có, nhưng mà nó theo kiểu dài. Câu chuyện giữa hai bạn á, nó có khả năng cao lắm là hai bạn gặp nhau ở môi trường công việc, hoặc là những cái môi trường mà nó liên quan đến đám đông, số nhiều người, nhóm, hội nhóm, có làm việc trong tổ chức, hoặc là những cái câu lạc bộ, những cái đoàn thể, những cái hội nhóm bên ngoài. Tại vì mình thấy có 6 gậy là chắc chắn phải dính tới công việc, hoặc là dính tới những cái vấn đề liên quan tới tới gọi là mảng cuộc sống, khía cạnh cuộc sống đó. Nếu mà bạn không quen trong công ty thì bạn cũng quen trong trường, còn không là đã từng gặp, từng làm việc với nhau, từng kết nối với nhau thông qua một tập thể, một cái đội nhóm nào đó ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giữa hai bạn cái chemistry ban đầu nó rất là mạnh. Cái chemistry thì mình tạm dịch nó là một cái chất xúc tác, một cái kết nối, một cái cảm xúc đặc biệt nào đó ở bên trong của mấy bạn á. Nó cho hai bạn cái cảm giác là thu hút nhau. Cảm giác người này có một cái gì đó đặc biệt, cảm giác bị lôi cuốn, bị cái tố chất, bị cái ngoại hình cũng được, cả tố chất lẫn ngoại hình của cái đối phương làm cho mình bị say mê, hoặc là làm cho mình bị cuốn vào cái mối quan hệ.
Rồi cái lá The Wheel of Fortune, bạn với người này có duyên mọi người, thật sự là có duyên. Và cái The Wheel ở trong cái bộ bài này mình nghĩ không phải một cái wheel đâu mà rất là nhiều cái wheel, nhưng mà mình cảm giác giống như là bởi vì nó hơi bị nhiều cái vòng vòng gọi là vòng The Wheel á, thì nó làm cho mình có một cái suy nghĩ, đó là bạn với người này có thể là lên xuống, tức nghĩa là cái mối quan hệ này nó đôi khi nó bị mất phương hướng, hoặc là hai bạn không có định hướng được trong cái mối quan hệ, kiểu giống như là một á, là gặp nhau tại cái thời điểm nó không hợp, hai á, là hai bạn gặp nhau tại một cái thời điểm mà nó có quá nhiều thứ diễn ra, có quá nhiều thứ chi phối, và các bạn chưa có chọn được một cái đường hướng, một cái định hướng nào đó cho bản thân, hoặc là thậm chí trong mối quan hệ lúc đó cả hai người đều có những cái vấn đề riêng liên quan đến đến đường hướng phát triển bản thân, cũng như là những cái lựa chọn tại thời điểm hiện tại hoặc là thời điểm đó. Chẳng hạn giống như một bạn đang có cơ hội đi du học, đang đi làm xa, hay là bạn đó đang tập trung vào công việc, đang tập trung vào lĩnh vực cuộc sống nói chung, bạn thì lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nó kiểu giống vậy, tức nghĩa là nó có những cái sự can thiệp hoặc là những cái yếu tố khách quan ở bên ngoài liên quan đến gọi là một cái cơ hội nào đó, giống như bạn đang đang hướng về công việc, bạn đang có cơ hội về công việc, bạn đang có cơ hội về học tập, bạn đang có quá nhiều mơ ước và dự định, xong cái người đó họ xuất hiện, thì đôi khi không hẳn là người ta hợp với bạn, người ta xuất hiện một cùng lúc với bạn, bạn cảm giác hợp với họ, bạn cảm giác hai người có cái chemistry với nhau, nhưng mà nhiều khi nó lại không không có đi đến đâu, bởi vì cuối cùng mình có bốn kiếm. Cái mối quan hệ này, cái nền ban đầu rất đẹp, nhưng mà cái kết tự nhiên là thành bốn kiếm. Mình nghĩ một đây là một mối tình nó bị người ta gọi là mối tình câm, phải không ta? Mình nhớ trong một cái bài hát này được gọi là có mối tình câm á, kiểu giống như là cái một là hai bạn không có nói với nhau rằng cái tình cảm của bản thân các bạn dành cho đối phương, cũng như là của đối phương dành cho bạn, tức nghĩa là cả hai bên chọn cách im lặng vì một cái lý do nào đó, hoặc là trong cái câu chuyện này nó có những cái vấn đề nào đó nó khiến cho các bạn không có thật sự là mình trong cái câu chuyện này. Chẳng hạn giống như tại vì cái hình cái lá bốn kiếm ở trong cái bộ bài này á, tức nghĩa là những cái lông lông chim mà nó rất là bén và nó cứa vô cái cô gái này, nhưng mà cái cô gái này vẫn nằm trong cái tổ chim đó với những cái cây gọi là với những cái cọng lông chim rất là sắc, rất là bén. Và nếu mà bạn để ý kỹ, bạn sẽ thấy cái dấu ở đây, có cái dấu gọi là cô gái này bị xước, tức nghĩa là trong cái câu chuyện này nó phải có một cái hàm ý gì đó, tức nghĩa là giữa giống như một á, là do cái vấn đề nội tại bên trong, tức nghĩa là do bản thân của mỗi người đều có vấn đề, hai là một trong hai người đang có những cái vấn đề mà họ không giải quyết được, hoặc là họ trốn tránh vấn đề, hoặc là không không có tìm ra câu trả lời, hoặc là họ bị chi phối bởi những cái yếu tố khách quan bên ngoài như mình nói. Tại vì mình thấy cả hai người có một cái sự chênh lệch, giống như một người là sáu gậy, một người là bốn kiếm. Người sáu gậy là người đã sẵn sàng, là người đã chuẩn bị hết mọi thứ cho cái cuộc sống này, cho ít nhất là họ đang ở một cái giai đoạn tương đối tốt trong cuộc đời của họ. Người bốn kiếm thì trái lại, giống như cái cô gái bên trái thì nó rất là hào hoa phong nhã, nó rất là hào hoa phong nhã thì dùng cho nam, nó rất là đài cát, nó rất là gọi là nhiều người chú ý ha, sáu gậy mà. Còn cái người bốn kiếm bên kia thì mình lại cảm giác họ sống trong một cái thế giới nó phẳng hơn, nó lặng hơn, giống như bên bên sáu gậy là một cái cô gái đang đứng trước đám đông, và họ họ được cái sự tôn sùng và cái sự gọi là thích thú từ nhiều người. Có thể một trong hai bạn là người của đám đông, người có sự nổi tiếng, còn người bốn kiếm là người sống trong một cái thế giới tĩnh lặng, hoặc là họ không có nhiều kết nối, không có nhiều bạn bè. Hai bạn ngược nhau và thu hút nhau, và hai bạn nhìn thấy được cái gì đó ở nhau. Hai cái cô gái này có một cái gì đó nó rất là đặc biệt, đặc biệt là cô gái kiểu giống như bốn kiếm á, mình cảm giác cái cô này có rất là nhiều vấn đề, có thể liên quan đến gia đình, liên quan đến cuộc sống, liên quan tới tới số phận gì đó. Tức nghĩa là người này họ cảm giác cái cuộc sống của họ nó vẫn còn bị ẩn nấp, nó vẫn phải che đậy, nó không có được lật ra. Thành ra mình nghĩ cái câu chuyện này á, giống như cái thời điểm đó hai hai bạn không có tới được với nhau bởi vì cái sự khác biệt gì đó về cuộc sống, về quan điểm nhìn, hoặc là về quan điểm về cuộc sống, về số phận hiện tại ở cái thời điểm đó nó không có hợp, hoặc là một trong hai người vẫn chưa sẵn sàng. Mình thì nếu mà theo bài trả bài này mà để trả lời cho cái câu hỏi là hai bạn có cơ hội gì đó trong tương lai hay không, nếu bỏ lỡ nhau ở hiện tại rồi á, thì hai bạn có cơ hội gì trong tương lai hay không á, thì bài đi lên. Mình cảm giác ba lá này nó nói là trong lòng mỗi người vẫn còn nghĩ về nhau, nhưng có vẻ cái thứ mà đưa đẩy hai bạn lại với nhau nó sẽ lại một lần nữa là định mệnh. Chứ ngoài ra nó mình không cảm giác được là có cái gì, tại vì bà thì lên hai cái lá này giống như cái cô gái này thì nhìn vô trong, còn cái cô gái này thì nhìn ra ngoài, nó vẫn không có giáp mặt được lại với nhau các bạn. Có thể là hai bạn vẫn giữ ở trong tim thôi, chứ còn cái người kia với cái người này có vẻ giống như không có có va chạm, hoặc là mối quan hệ này đã kết thúc hoặc là đã đứt rồi.
Nè, ở đây bài của các bạn nó cũng vậy. Hai cái lá này thì mình cảm giác cái câu chuyện của mấy bạn có thể là nó đã thật sự kết thúc rồi. Mình không nghĩ câu chuyện của tụ tụ một này các bạn có câu trả lời là sẽ có đâu. Mình nghĩ câu trả lời của các bạn sẽ là không. Tại vì thứ nhất á, cái lá chính giữa là cái lá ở trong bộ bài nó ghi là lá chaos, tức nghĩa là những cái chao đảo, những cái biến cố, những cái sự kiện không có tốt. Còn không á, lá 16 này gọi là tower, là những cái sự cố nó trái ngược lại với cái lá the wheel. Nếu the wheel là tất cả những cái gì may mắn nó diễn ra, thì the tower là những cái gì nó xui xẻo, những cái gì nó trật vuột nó diễn ra. Đã vậy bạn còn có lá 13 là lá death, tức nghĩa là transformation ở trong cái bộ bài này. Thì theo cá nhân mình nghĩ á, ba cái lá sau là trả lời cho câu hỏi gọi là tương lai, nếu bỏ lỡ nhau rồi thì trong tương lai bạn còn cơ hội không. Mình nghĩ là không. Kèm theo cái the wheel nãy nữa thì mình nghĩ là giống như cái mối quan hệ này, cái kết nối này, nó là một cái bài học, một cái số phận, một cái định mệnh, một cái duyên nào đó mà nó đã có một cái kết thúc rồi. Giống như người ta nói là còn duyên còn nợ thì đi cùng với nhau, hết duyên hết nợ thì tách nhau ra. Thì cái giống như cái the wheel á, nó là cái duyên, thì cái tower á, nó là cái nợ á. Và death á, là trả hết, là trả xong hết rồi thôi. Mình thì không có muốn mang cái khái niệm gì vô cái tarot hay là để trải cho các bạn, để giải thích cho cái vấn đề này. Mình chỉ nói định hình như vậy để các bạn có thể hiểu sơ sơ về cái lập luận của mình thôi. Rồi cái trong ba lá này khi mà mình cảm nhận á, mình nghĩ là hai người đã có những cái hướng đi riêng rồi. Giống như cái cô gái Daughter of Air là cái lá bên trái bên cùng á, thì cái người này họ đã có một cái sự thấu hiểu và họ hiểu cái câu chuyện giữa bạn với họ kết thúc, hoặc là có thể người trong trong lá bài đó, Daughter of Air là cái người kia ha. Thì mình chỉ nói là cái nhân vật đó họ cảm giác, họ họ nhận ra, họ hiểu được là câu chuyện này nó nên như vậy, hoặc là dù muốn hay không thì cũng phải như vậy. Tức nghĩa là mình cảm giác giữa hai bạn không có sự lựa chọn nhiều, hoặc là hai bạn đã có những cái câu trả lời cho bản thân mình rồi và hai bạn biết mình nên làm gì với nhau hết rồi. Cái chaos ở trong chính giữa cái lá 16 á, đó là cái con ngựa này nó cũng không có lựa chọn. Bạn nhìn đi, giống như trong cái bức tranh đó đó, nguyên con ngựa là nó đang ở trong một cái khu rừng cháy. Thì bạn biết rồi đó, cháy rừng không tưởng đơn giản nhưng mà không, nó không hề đơn giản tí nào đâu nha. Nó cháy rất là âm ỉ. Tại vì thứ nhất đó là lá khô rất là nhiều, thứ hai là nó bị gọi là có gió lùa á bạn. Thành ra lửa cháy ở trong rừng rất là ghê, rất là nguy hiểm, cành khô, lá khô rất nhiều. Và chưa kể nữa là cây nó cũng bắt lửa, thành ra nó cháy rất dai, rất là dài và nó lan rất là nhanh. Bởi vì có gió, thành ra động vật ở trong đó nếu mà không nhanh tay nhanh chân thì chắc chắn là sẽ chết cháy ở trong đó. Thì cái con ngựa này nó đang đứng ở cái gọi là cái mép của cái khu rừng rồi. Nhưng mà giống như là cái chỗ cái mép này là một cái giống như là một cái gọi là cái nền đá ở phía dưới, tức nghĩa là nó phải phóng qua cái đó. Thì mình nghĩ cái câu chuyện giữa bạn với họ nó có một cái thử thách nào đó mà có thể giống như nó bắt buộc một người đó phải thoát ra khỏi cái vùng an toàn, hoặc là phải từ bỏ một cái gì đó ở đây. Thì có mình nghĩ ở đây á, mình không biết là ai sẽ là người từ bỏ, ai sẽ là người không dám từ bỏ, nhưng mà mình cảm giác ở đây giống như là nó không có quá nhiều sự lựa chọn ở bạn. Giống như một là bạn đứng trong cái đám lửa đó và bạn chết cháy ở trong đó, hai là bạn phải nhảy. Và nhảy tức nghĩa là người ta gọi là leap of faith, tức nghĩa là một cái cú nhảy, một cái cú gọi là leap of faith, giống như là một cái sự gọi là liều lĩnh, đánh cược với số phận, với định mệnh gì đó. Và bạn có cái lá cuối cùng là lá transformation. Thì đối với mình cái lá death á, bạn thấy không, ở đây có hình một cái con ngựa, một cái bộ xương khô, có thể là của ngựa hoặc là của dê gì đó, nhưng mà nó giống như cái việc đó là mọi thứ nó đều phải, nó đến và nó đi, nó kết thúc đều có lý do hết. Và mình nghĩ giống như hai bạn đã có những cái sự trưởng thành nhất định trong cái câu chuyện giữa hai người với nhau, và hai bạn nhận ra được mình cần cái gì, mình hiểu cái gì tại cái thời điểm vấn đề của cái mối quan hệ này là gì. Tuy nhiên mặc dù vậy nhưng mà mình vẫn cảm thấy một trong hai người vẫn có những cái cắc cớ, những cái cảm giác nó không được, mình dùng từ thoải mái, hoặc là cảm giác không có được thật sự, giống như là các bạn còn luyến tiếc. Mình cảm giác có cái sự luyến tiếc, cái sự tiếc nuối, hoặc là một cái gì đó nó không buông được. Các bạn bị vướng ở trong đó và các bạn muốn thoát ra, hoặc là các bạn muốn níu kéo, hoặc là các bạn muốn giá như câu chuyện này nó khác đi. Thành ra nãy nó lên cái lá đầu của lá điều wheel ở chính giữa, mình nghĩ là vẫn muốn cãi lại số phận, vẫn muốn chống lại một cái gọi là cái sự gọi là khách quan từ bên ngoài. Thì giống như ví dụ như bạn nghĩ là bây giờ thì cái câu chuyện này nó vô cái thế khó rồi, bây giờ bạn nói không, nhưng mà tôi không muốn nó khó như vậy, tôi muốn khác. Và thường đó là xu hướng kháng cự của mọi người, thậm chí cả mình cũng vậy. Khi mà cái gì đó nó trái ngược với ý của mình sẽ cố gắng mình kháng cự nó lại, bởi vì
kiểu giống như mình không cam tâm á, người ta gọi là không cam tâm á. Nhưng mà giống như là ở trong cái trải bài này thì nó nói với bạn có lá đét rồi, thì mình nghĩ cái câu chuyện này giữa bạn với họ, dù bạn có không muốn, bạn có muốn đi chăng nữa thì câu chuyện này nó cũng sẽ kết thúc thôi. Bởi vì mình nghĩ cái mối quan hệ này nó đã lặng rồi bạn. Nó đã lặng là một, thứ hai là nó đã kết thúc được một thời gian rồi, hoặc là thậm chí giữa hai bạn không có nói với nhau tiếng nào và nó lặng lặng mà nó chết. Chứ mình cũng không có nghĩ là hai bạn có tranh cãi, có nếu mà thậm chí nó có tranh cãi đi chăng nữa thì câu chuyện này nó cũng đã im xuôi rồi. Và cái nếu mà hai bạn có gặp lại nhau á thì có thể hai bạn sẽ nhìn nhau, nhưng mà mình cũng không chắc là hai bạn sẽ nói gì với nhau, hoặc là hai bạn sẽ kiểu giống như giữ một cái khoảng cách, một cái gì đó mà chỉ có hai người biết với nhau thôi, còn những người ngoài sẽ khó lòng mà hiểu được, mà biết được. Giống như cái cô gái này ở bên đây là đi chung với một con diều hâu, một con ó đi, còn bên đây là một con cú. Thì con cú nó nhìn vô cô gái này, nó nói ủa ngày xưa mày cũng thích chim nhưng mà mày thích con cú mà, nhưng mà bây giờ tại sao mày lại đi với con ó? Thì cái cô gái này cổ cũng sẽ không trả lời là tại sao bây giờ tao đi với con ó mà tao không đi với con cú, kiểu giống vậy. Bởi vì giống như là họ nó khác thời điểm, nó khác với nhau rồi, và cô gái này đang ở ban ngày còn con cú thì là ở ban đêm, nó không có một cái sự đồng điệu và gọi là hợp với nhau. Có thể cái câu chuyện của tụi một là đúng người nhưng sai thời điểm, mình nghĩ nó là như vậy. Xin chào các bạn trong tụ số 2. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình và giúp mình phát triển kênh hơn bằng cách để lại bình luận, like, share và follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Bỏ lỡ nhau rồi thì tương lai chúng ta có còn cơ hội với nhau hay không? Các bạn có lá 3 of Wands, bạn có lá 10 of Pentacles và bạn có lá The Sun. Trải bài hôm nay có vẻ thú vị. Trải bài hôm nay đối với tụ số 2 á, thì đầu tiên đối với ba lá này, cái này thì mình nói luôn là câu chuyện này nó là một trong hai người vẫn còn mong chờ hoặc là ước mơ về cái sự kết nối giữa mối quan hệ giữa hai người. Người còn lại thì mình nghĩ là không. Người ba gậy á, là cái cô gái bên tay trái á, là bên tay trái nha, thì cái người ba gậy là người còn mong chờ. Ba gậy là ước mơ, là những cái hoài bão, những cái mong muốn, khát khao muốn thực hiện ở một cái tương lai gần, hoặc là trong một cái dự định, một cái kế hoạch. Ba gậy là một cái khát khao được chinh phục, được có cái mình muốn. Ở đây bạn nhìn hướng của ba gậy, bạn cô gái này cũng nhìn qua cái lá 10 tiền, tức nghĩa là cổ mong chờ một cái gia đình, một cái sự tái hợp. 10 tiền có nghĩa là mình thường dịch 10 tiền theo kiểu vui vui đó là gia đình sum vầy á, nhưng mà sum vầy theo kiểu đoàn tụ á, đoàn tụ hoặc là gia đình ấm no hạnh phúc an khang thịnh vượng á, là kiểu của 10 tiền. Còn gia đình mà kiểu 10 cốc á, là gia đình kiểu giống như là gọi là gia đình ấm no hạnh phúc mà kiểu giống như là tinh thần là chính, còn 10 tiền là kiểu giống như có cuộc hội ngộ á. Thì mình nghĩ giữa bạn với cái người này á, nó cũng đã có những cái gọi là có thể ở thời điểm hiện tại hai bạn là bạn, là bè, là những cái kết nối không tên, cũng không hẳn là có những cái vết đứt hay vết hằn gì, nhưng đơn giản nó là những cái kết nối mà đôi khi hai bạn vẫn còn nghĩ về nhau, nhưng mà mỗi người nghĩ một cái tâm thế khác nhau. Cái cô gái bên lá bên phải, The Sun á, thì cái cô gái này cũng nghĩ là cái kết nối này là một cái kết nối nó đã chấm dứt hoặc là nó đã xong rồi. Tại vì thực sự ở trong cái suy nghĩ của cô gái này á, là cổ đã bước qua một chương mới rồi bạn. The Sun là người đã bước qua chương mới rồi, họ đã hướng về một cái mới rồi, họ đã thay đổi rồi, họ không còn là cái phiên bản cũ của họ nữa đâu. Người này là người hướng về tương lai, sống ở hiện tại và hướng về tương lai. Cái cô ba gậy là cái cô mong ước về tương lai, nhưng mà cổ không có sống nhiều lắm ở hiện tại, nó khác nhau, nó hơi không thật á. Và trong cái kết nối giữa bạn với cái người này, mình cảm thấy giống như nó có những cái mà hai bạn không có, không hẳn là không nói rõ với nhau, không phải là không hiểu nhau, mà mình cảm giác không có kết nối được với nhau. Cái cô bên trái á, thì cô nhìn qua cô bên phải, nhưng cô bên phải cô nhìn lên trời. Tức nghĩa là hai bạn không có tìm được tiếng nói chung, hoặc là hai bạn không có thấy được cái quan điểm của nhau. Cái cô The Sun á, là cái cô sẽ sống phóng khoáng hơn, sống tự do hơn, sống một cách gọi là thuận theo tự nhiên hơn, không có cưỡng cầu. Còn cái cô ba gậy thì là cái cô sống có cưỡng cầu và sống có mong đợi, tức nghĩa là cổ mong muốn chinh phục hoặc là khát khao có được cái gì đó, tức nghĩa là cổ vẫn còn bị vướng vô cái vòng là tôi muốn cái gì đó, tôi sở hữu cái gì đó, tôi cần cái gì đó. Còn The Sun là sao không được, chứ gì tới tới là nó tới.
mình thấy giữa hai bạn á, cái kích á, hai bạn thật ra nó đều giống nhau ở chỗ đều là những người có tầm nhìn, đều là những người sống có ý chí, nhưng mà có thể giống như là giống như nó không có cái điểm để va vào nhau á, tức nghĩa là ví dụ hai bạn có thể ngày xưa hai bạn có tình cảm, hoặc là trong một trong hai người có tình cảm với người còn lại, hoặc là cái kết nối này quen xong rồi đứt, đứt xong rồi quen, quen xong rồi đứt, thì nó dẫn tới cái câu chuyện đó là hai người hiểu nhau giống như cái bài gọi là cái gì trên tình bạn dưới tình yêu đó, cái kiểu nó giống vậy, nhưng mà sau khi mà kết thúc rồi á thì nó không có quay lại được và nó bị vướng ở đó luôn, nó bị mắc kẹt ở đó luôn. Giống như hai bạn có thể yêu nhau, hai bạn có thể hiểu nhau, có thể quen nhau, có thể biết ý nhau, nhưng mà không phải tình yêu, nó là tình bạn, hoặc là nó là cái gì đó mà nó giữ chân hai người lại. Tại vì mình cảm thấy cái lá 10 tiền ở chính giữa nó ở đây nè, mặc dù nhìn bài á nó giống như kiểu đó là một cái gia đình mà kiểu giống như là đông con hạnh phúc, nhưng mà trong cái trải bài của bạn tự nhiên mình cảm giác giống như là hai người này là hai người của hai cái gia đình khác nhau á, rồi sau đó đi một cái buổi picnic chung á, và kiểu giống như là ngày xưa giống như hai cái người trong cuộc á, cái ông đó với cái bà đó nhìn nhau thì kiểu giống như là bây giờ ai cũng có một cuộc sống riêng hết rồi, và mỗi người bước theo một cái con đường riêng, và bây giờ chúng ta gặp lại nhau giống như chúng ta gặp lại tình cũ, nhưng mà sau khi nó đã có chồng hoặc là có bồ hoặc là có con rồi, thì bây giờ bạn nhìn người ta thì mình nghĩ dù ai đi chăng nữa, không nói vậy thì nghe nó hơi bị bự quá, nói ví dụ như mình đi, nếu mà mình gặp lại người yêu cũ của mình mà người đó đã có gia đình hoặc là có con rồi, mình sẽ cũng cảm thấy kiểu hạnh phúc cho họ, và mình sẽ có nghĩ loáng thoáng gì đó về quá khứ, về cái ngày mà hai đứa từng thích nhau, hoặc là từng có cơ hội tìm hiểu nhau, hoặc là đơn giản ngày mà mình từng còn thích cái người đó, và bây giờ mình nhìn thấy người ta với người khác mình cũng không có đau lòng hay chua xót hay cái gì, nó đã qua hết rồi, chỉ là kiểu giống như là chúng ta bồi hồi, chúng ta nhớ lại một cái khoảng thời gian, một cái tuổi trẻ nào đó, ở một cái thời điểm nào đó, mình nghĩ cái người kia cũng sẽ như vậy, tại vì thật sự họ cũng đã bước đi rồi, mà họ đã có một cái kết nối rồi, họ đã có một cái cuộc sống mới rồi. Thì mình nghĩ ở đây giống như cái có thể bây giờ nha, cái kết nối giữa bạn với người này nhiều khi nó chỉ còn là một chiều thôi, và nhiều khi người kia họ cũng đã có một cái bến bờ của riêng họ rồi cũng không chừng. Bây giờ để mình thử mình qua ba lá kế coi nó ra cái gì ha. Bạn có lá Five of Air, bạn có lá Ace of Cups, và bạn có lá Vision Quest. Vision Quest là lá The Hangman trong cái bộ bài Rider Waite. Okay. Cái ba cái lá này á, thì đối với mình thì thật ra ra khi mà lên Hangman hoặc là cái lá Vision Quest á, thì đối với mình nó là một cái kết thúc mở bạn ơi, nó thường là kết thúc mở, nhưng mà đối với mình Hangman nói riêng á, thì thật sự là không có đường quay trở lại, tại vì Hangman là một cái người có một cái bị mắc kẹt á, mà Hangman là bị mắc kẹt, là một cái người đàn ông bị cột cọng dây vô chân xong rồi bị treo ngược lên, là cái tình thế đó họ bị mắc kẹt ở trong đó. Mình vẫn cảm thấy cái trải bài này của tụi hai không có kết quả, thật sự là không có kết quả, kiểu giống như là dù bạn có chờ đi chăng nữa thì mình nghĩ cũng xong rồi. Cũng giống như cái trải bài này, cái tên của nó là Vision Quest á, cái bộ bài là Vision Quest, có nghĩa là một cái hành trình về một hành trình dựa trên một cái tầm nhìn ở hiện tại, hoặc là một cái tương lai, một cái định hướng, một cái vision là một cái tầm nhìn, một cái gì đó nó bao quát, một cái gì đó nó giống như việc bạn phóng tầm nhìn ra phía trước, hoặc là bạn phóng tầm nhìn về tương lai á, nó là một cái gì đó mang tính định hình, định hướng, nhưng mà đâu ai biết tương lai là gì đâu. Giống như Hangman từ khóa của nó lại góc nhìn khác, tư duy mới, sự kháng cự, cũng như là một cái gì đó nó mang tính gọi là cưỡng cầu. Thì trong cái trải bài này mình hỏi là nếu bỏ lỡ nhau rồi tương lai có cơ hội hay không, mà lên cái lá đó thì nó giống như một cái sự ngóng trong mong chờ về tương lai vậy đó, nhưng mà ai biết tương lai nó ra làm sao. Mà thậm chí bài của bạn nó còn có năm kiếm nữa, năm kiếm ở đây đó là gì, đó là nỗi sợ. Cái từ khóa trong cái bộ bài nó ghi là fear, tức nghĩa là nỗi sợ hoặc là việc sợ một cái gì đó, giống như một cái con quạ nó bay qua một cái chỗ mà có lông của mấy cái con chim khác, của một loài chim săn mồi khác chẳng hạn, như đại bàng hay là cái gì đó ha, thì giống như bạn là một cái loài chim nhỏ hơn thì bạn cũng sợ. Mình nghĩ là trong cái kết nối giữa hai người nó có những cái vấn đề, tại vì năm kiếm thường là gọi là sự, gọi là cái tôi, gọi là những cái quan điểm mà đứng ở góc nhìn của người này
sẽ không có hợp với quan điểm của góc nhìn người kia. Ví dụ giống như mình nói mấy bạn là hãy yêu nhau đi, đừng có tính toán gì hết, đừng có nghĩ gì hết nhiều, thì nhiều bạn sẽ nói ủa yêu mà không tính toán, không có nghĩ sao được, biết nó lừa lọc mình hay không, biết nó có tốt với mình hay không, mình phải thử nó, mình phải test nó, mình phải đánh giá nó, mình phải kiểm tra đi kiểm tra lại. Đó là quan điểm của một số bạn. Cũng có những quan điểm là yêu thì cứ yêu thôi, yêu được tới đâu hay tới đó, yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Cũng có người nghĩ như vậy, không cần test, không cần làm gì hết. Có người bảo là ghen mới là yêu, nhưng mà có người nói là không, yêu thì không cần ghen, kiểu giống vậy. Thì cái nào đúng thì đúng, mỗi người sẽ có một cái lập trường, một cái quan điểm. Thì mình nghĩ có thể là những cái bạn chọn tụ hai á, cái mối quan hệ giữa bạn ở cái thời điểm trong quá khứ hoặc là lúc mà hai bạn còn biết nhau á, nó có vấn đề về cái quan điểm và cái góc nhìn, và hai bạn không có tìm được tiếng nói chung, hoặc là hai bạn không có thấy được tiếng nói chung. Và sau đó các bạn qua cái lá Ace of Cups á, thì trong cái trải bài này á, là một cái mình cảm giác giống như cái lá Ace of Cups ở đây không có nói là một cái cơ hội, kiểu giống như là cái trải bài này nó rất là dễ giải bài theo kiểu tầm sàm á. Kiểu giống như là nếu mà ai nhìn ba cái lá này mà nói trời, mấy bạn sẽ có tương lai lắm, mấy bạn sẽ có gọi là một cái cuộc hội ngộ, bởi vì các bạn có một cốc. Một cốc đó là tình yêu, là sự, là tình yêu mới, là một cái tình yêu nảy sinh nảy nở, là một cái cơ hội về tình yêu. Xong rồi cái hangman là một cái hangman trong bộ này là một cái vision, một cái tương lai. Xong cái giải bài nó trong tương lai mấy bạn có khả năng quay lại với nhau đó là rồi. Tại ở đây không có nghĩa vậy. Ở đây cái Ace of Cups và cái Vision Quest ở đây nó nói là cái gì? Đó là tương lai, là một cái gì đó nó không biết, không rõ, không thấy. Và ở trong đây là hãy hướng về cái gì nó mới, hướng về cái gì nó ở thực tại á, chứ đừng có hướng vào cái mà các mình mong muốn. Tại vì Ace of Cups có nghĩa là cái khát khao, cái mong muốn. Giống như ở đây là trong năm kiếm ở đây là một cái mảnh đất bị khô cằn. Bây giờ nó, con quạ này nó muốn đi tìm một cái mảnh đất nó trù phú, nó giàu có, nó nhiều nước, nó nhiều cây, để nó có thể phát triển lên giống như cái con quạ bên tay phải gì đó. Thì tức nghĩa là cái trải bà đã nói đó là hai người bạn phải không có tương lai với nhau, mà là các bạn mỗi người đã chọn một cái hướng đi mới rồi, và hai bạn phải phát triển ở một cái mảng khác. Thành ra mình nghĩ, theo cá nhân mình nghĩ thì với trải bài của tụi hai thì cái khả năng là một trong hai người đã bước đi rồi, hoặc là đã kết thúc rồi, hoặc thậm chí cả hai người cũng được. Và cái một cốc ở trong cái trải bài này, mình cũng cảm giác cái cốc nước, bạn thấy không, cái cốc nước đó, cái ấm nước này nó đầy, nó thừa luôn rồi. Mình nghĩ tình cảm của một trong hai người nó vẫn còn động lại, hoặc là nó vẫn còn ở đó. Nhưng mà mình nghĩ kiểu giống như là nếu mà bạn cứ bị mắc kẹt, tại vì hangman nó cũng có nghĩa là mắc kẹt, mà bạn mắc kẹt ở trong một cái mối quan hệ, hoặc là bạn mắc kẹt trong cái quá khứ, thì bạn sẽ không bước tiếp được. Thành ra mình nghĩ cái mà cái thông điệp của cái trải bài này nó nói với mấy bạn á, nó nói về cái việc đó là hãy nhìn cái câu chuyện, cái kết nối này đã qua theo một cái góc nhìn mới, theo một cái, hoặc là hãy chấp nhận cái sự thật, chấp nhận cái mối quan hệ này thật sự là một cái con sông nó đã cạn, giống như là nó hết tình, hết nghĩa, nó hết nợ. Hãy đi tìm cho mình một cái duyên mới, một cái cơ duyên mới, một cái tình yêu mới, một cái mảnh đất phù hợp cho bạn. Giống như mình nói là con chim đại bàng á, thì ở trong đây là con quạ đó, thì bạn không thể nào sống trong cái vùng đất của quá nhiều chim ăn thịt được, thì bạn sẽ không bao giờ bạn sống được hết. Tại vì bạn sẽ trở thành con mồi. Thì bây giờ nó nói nếu bạn không muốn trở thành con mồi thì bạn phải đi tìm một cái mảnh đất khác, một cái mảnh đất mà nó giàu thức ăn hơn, và ở đó bạn có thể đi săn. Xin chào các bạn trong tụ số 3 ha. Trước khi mình vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh nếu các bạn muốn. Đừng quên follow Instagram của mình cũng như là để lại bình luận. Thì gì ta, tự nhiên mình mất tiêu rồi. Nếu bỏ lỡ nhau thì tương lai chúng ta còn cơ hội hay không? Đầu tiên là các bạn có lá Two of Pentacles, các bạn có lá Death hoặc là lá Rebirth, và cuối cùng là lá King of Pentacles. Đối với mình á, thì khi mà mình nhìn ba cái lá này, mình cảm thấy có một phần nào đó ở trong mình cảm giác cái kết nối này nó sẽ gọi là đường ai nấy đi. Một phần nào đó mình cảm giác là đường ai nấy đi, bởi vì mới vô hai tiền là mình đã có cảm giác không lành rồi. Tại vì hai tiền là một sự thiếu rõ ràng, và hai tiền trong bộ bài này đó là một cái gì đó nó không thật luôn. Cô gái này ở trong đầu, ở trên tay của cổ bên trái là một cái vợ vợ, một cái chiếc túi thật màu đỏ, bên phải của cổ là một cái chiếc túi tưởng tượng màu trắng. Thì cái mà điều cô này mong muốn đó là ước gì mình có một cái túi khác, nhưng mà cổ cũng thừa biết là mình không có cái túi khác, mình chỉ có một cái túi tiền duy nhất ở thời điểm hiện tại thôi.
ở bên kia là một King of Pentacle. Cái ông này á, thì ông lại đang ngồi, ông quay mặt đi chỗ khác, chứ ông không hứa, hoặc là ông không hướng về cái cô gái đó. Tức nghĩa là trong cái câu chuyện của gọi là giữa hai người với nhau á, mình nghĩ một á, là nó có một cái gọi là sự lựa chọn, nó có một cái gì đó liên quan đến sự lựa chọn, hoặc là nó liên quan đến sự thiếu rõ ràng. Tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là giữa hai bạn có trong quá khứ hoặc là ở thời điểm hiện tại á, nó có cái gì đó nó chưa có kết thúc hoàn toàn. Nó còn nấn ná, nó còn một cái câu chuyện dang dở, nó còn một cái bài học, một cái gì đó mà người trong cuộc cũng thậm chí cũng chưa có câu trả lời, giống như một cái mối quan hệ mà nó không bao giờ nó có lời chia tay, nhưng mà nó chỉ có một cái sự kết thúc bằng sự im lặng. Hai bạn chưa bao giờ chính thức quen nhau, kiểu giống vậy. Tức nghĩa là nó có cái gì đó, nó bạn hai bạn không cam kết với nhau, hai bạn vẫn quen nhau nhưng mà nó không có một cái câu bắt đầu, kiểu giống như là mình là người yêu, mình tìm hiểu nhau nha, hoặc là kiểu giống như là chúng ta chia tay nhau đi, chúng ta hết thương nhau rồi. Không, nó không có nằm trong cái ngạch đó. Hoặc thậm chí nếu mà bạn nào nằm trong cái ngạch mà đã chia tay nhau rồi á, thì nó vẫn còn lấn cấn. Là cái thứ hai mình thấy, nếu mà không nữa mà bạn nào nằm trong cái nhóm là ủa, bạn này có thể là crush của mình, có thể là cái người mình để ý, có thể là hai người có một cái chemistry, một cái chất xúc tác với nhau, nhưng mà gấp cuộc hai người cũng không có tiến tới đâu, mà cũng không có xác định được hai người là gì của nhau. Tại vì mình nhìn cái bài á, thì mình cảm thấy là giữa hai bạn á, có những cái mình gọi là nó thu hút nhau, nó thích nhau, nó hướng về nhau, nhưng mà giống như mọi người đều có những cái vấn đề, những cái nỗi lo riêng. Cái cô gái hai tiền thì cổ lo là ông này là vua tiền, liệu ông có thích mình không. Tại vì vua tiền tức nghĩa là lá gọi là lá chắc nhất của bộ tiền rồi, lá mạnh nhất của bộ tiền. Còn cái cô gái này chỉ là một cái cô gái hai tiền thôi, một tiền thì còn mạnh nhưng mà hai tiền thì nó yếu hơn. Thì kiểu giống như có hai đồng tiền mà muốn so với ông vua tiền, thì bạn nghĩ coi ông vua tiền ông sẽ chọn ai? Kiểu giống vậy. Ông vua tiền ông có quá nhiều tiền để ông có sự lựa chọn, ông chọn người khác. Còn cái cô gái hai tiền này thì giống như cô nói, giờ mình muốn quen ông này thì mình quen làm sao? Mình thấy có một cái sự chênh lệch giữa hai bạn với nhau. Ở đây mình không nói về địa vị hay là về giai cấp hay là về giàu nghèo hay là nhan sắc. Thậm chí là trong cuộc sống của mấy bạn có thể nó là như vậy, nhưng mà mình thấy giữa hai bạn có một cái khoảng cách, một cái gì đó mà không có xích gần lại được. Phải làm chi cái cô gái này là Page of Pentacle hay là Knight of Pentacle thì nó còn đỡ đỡ. Còn cái này nó mới là hai tiền thì nó còn xa lắm, nó còn một chặng đường rất dài. Hai bạn thì mình cảm giác giống như là cái ông King of Pentacle, có thể ông này ông cũng có những cái gì đó khác nữa rồi. Ông có sự lựa chọn khác, ông có người khác, ông có mối quan hệ khác, ông có cái gì đó khác khác. Và giữa hai bạn ở chính giữa lại là lá Death. Hai bạn có những cái nợ duyên, hoặc là những cái gọi là những cái gì đó mà nó luyến tiếc ở trong đây. Mình dùng từ luyến tiếc, hoặc là những cái gì đó nó thật sự mà mình cảm giác giống như các bạn càng cố gắng, các bạn càng muốn đẩy nó lên thì nó càng lại kiểu giống như nó làm cho hai bạn cảm giác đau. Khi mà mình nhìn vô cái mối quan hệ giữa hai bạn, mình cảm giác có cái gì đó nó không có lộ ra nguyên hình. Nó có giống như là ông vua tiền thì ổng kiểu giống như ổng lại nhìn qua bên khác và ổng hướng về một cái khác, giống như cái ổng mong đợi là một con chó sói hoặc là một con chó ở trong nhà, hoặc là ổng muốn sống một cái cuộc sống nó đủ đầy trong một cái sự sung túc của ổng. Còn cái cô gái hai tiền thì cổ cảm giác cổ bơ vơ, cổ lạc lõng trong một cái chốn nào đó, và cổ đi tìm cái thứ gọi là ấm cúng và hạnh phúc, kiểu giống vậy. Và mình cảm giác giống như mỗi người nó có những cái hai giữa hai bạn, giống như là cái giá trị á, mặc dù là cả hai cùng đi tìm một cái sự ấm cúng và hạnh phúc, nhưng mà hai tiền á là một cái sự đủ đầy về mặt vật chất nói chung, còn cái sự đủ đầy của ông vua tiền á là một cái sự thỏa mãn về cá nhân. Sự thỏa mãn về cá nhân giống như hai tiền là tôi muốn có một cái gì đó nó lấp vô cái khoảng trống của tôi, còn ông vua tiền là ông có đủ hết rồi, ông muốn có một cái sự khỏa lấp, một cái sự đủ đầy trong cái cuộc sống cá nhân của ổng. Tức nghĩa là ổng có nhà, có cửa, có tiền, có xe, có đồ ăn, có thức uống, có cái gì đó ổng thích ổng mua là được. Tức nghĩa là nhiều khi một trong hai bạn là người sống khá là gọi là sống vì bản thân, sống một cái cuộc sống độc lập, độc thân, cô độc vậy đó, họ thích vậy thôi. Hoặc là quan điểm của họ là như vậy, tại vì mình thấy nó có cái gì đó liên quan đến chuyện là cái tiếng nói chung nó không có tìm được. Hoặc là cái câu chuyện giữa hai bạn nó có những cái tréo me, hột me gì đó, nó khiến cho người trong cuộc không có giống như cái cô gái này, cổ là người kiểu giống như cổ mong chờ một cái câu trả lời hoặc là một cái gì đó từ phía ông này, nhưng mà ông này ông lại quay đi chỗ khác, ông không trả lời. Tại vì mình cảm giác có cái gì đó nó bí ẩn lắm, nó tréo me lắm.
mình thì mình cũng có thể mình cảm giác giống như là giữa hai bạn có thể có khoảng cách về tuổi tác, hoặc là có cái gì đó, hoặc là hai bạn phải có cái gì đó nó liên quan tới gia đình. Tức nghĩa là nếu mà hai bạn gọi là có trục trặc gì đó với gia đình, có sự can thiệp từ gia đình, có sự tác động từ, hoặc là một trong hai người đã từng gọi là xa cơ lỡ bước, tức nghĩa là đã có gia đình, đã có người yêu, hoặc là đã từng có những cái kết nối ngoài lề, chẳng hạn giống như một trong hai người lúc mà đang quen thì đang có người thứ, đang gặp bồ, tức nghĩa là đang trong một cái giai đoạn chia tay, hoặc là người kia đang có bồ, hoặc là kiểu giống như là họ là một cái người chưa chấm dứt với tình cũ, hoặc là họ chưa sẵn sàng bước với tình mới, hoặc là họ còn những cái vấn đề liên quan đến gọi là sự can thiệp từ gia đình, từ bạn bè, từ chính trị, quan xã hội, tôn giáo, vân vân. Tức nghĩa là có nhiều thứ nó cản trở trong đó lắm, tại vì mình vẫn cảm giác giống như là có một cái người nào đó họ không có sẵn sàng để đón nhận tình yêu vậy đó. Khi mà qua ba lá mới này á, thì chúng ta lại có một lần nữa lá hai mà ngay ở vị trí đầu là hai gậy, rồi có 10 kiếm và có nữ hoàng cốc. Mình thì mình cảm giác nếu mà hỏi mình là hai bạn có cơ hội trong tương lai không, thì bài này lên mình cảm giác giống như là tùy. Mình dùng từ tùy luôn á, từ tùy luôn á. Tùy ở đây tức nghĩa là hên xui lắm, khả năng thấp lắm. Tại vì hai gậy là sự khát khao, mong muốn có được cái mình có và muốn chọn được một cái hướng đi sao cho phù hợp. Còn nữ hoàng cốc là kiểu, nữ hoàng cốc là kiểu giống như là bản thân tao cũng không biết tao đang muốn cái gì. Tao có thể tao muốn vậy nhưng mà có thể ngày mai tao muốn cái khác. Và chính giữa là 10 kiếm, tức nghĩa là giữa hai người á, giống như một người còn muốn hướng về người kia nhưng mà người kia chắc gì đã hướng về mình. Hoặc là cả hai người đều nghĩ giống như ở tương lai nếu có gặp lại nhau, nếu có tiếp xúc nhau, nếu có một lúc nào đó giao nhau ở một cái điểm trung tâm á, thì có thể biết đâu không chừng là mình có thể quay lại với nhau, có thể tìm hiểu nhau, có thể gọi là bắt đầu lại từ đầu. Tại vì mình cảm giác là ở bên cái lá hai gậy á, tức nghĩa là nó có cái chữ will, tức nghĩa là một cái lòng, không phải là cái lòng nhưng mà dạng giống như là một cái will, tức nghĩa là một cái ý muốn, một cái ý chí, một cái khao khát muốn làm một cái gì đó. Thì kiểu giống như là một trong hai người vẫn có còn luyến tiếc, vẫn hoặc là kiểu giống như chưa sẵn sàng để rời đi, hoặc là có thể họ cũng đang nghĩ tới một cái hướng đi mới, họ nghĩ là muốn bỏ đi cái mối quan hệ này nhưng mà họ vẫn luyến tiếc, hoặc là họ vẫn còn nấn ná gì đó với cái này. Còn mình cảm giác cái lá gọi là nữ hoàng cốc á, thì nó lại cho mình một cái cảm giác giống như là cái người này họ cầm hai cái cốc trên tay, mà mình cảm giác giống như cái người này họ mình dùng từ nó hơi thờ ơ, hoặc là kiểu giống như tùy, giống như là nước dưới sông thì có cá, có lương, có này có kia, muốn bóc con nào cũng được, muốn ăn cái gì cũng được. Với lại hai bạn bị ngược nhau, một người là gạch lửa, một người là nước, có thể là một bạn là nhóm lửa, cung lửa, còn một bạn là nhóm nước hoặc là cung nước, thì các bạn có thể bị ngược tính nhau, hoặc là các bạn không có, lửa với nước rất là dễ hấp thu hoặc là dễ hấp dẫn nhau, nhưng mà nếu tính của hai bạn nó không hợp nhau á, nó sẽ dập nhau rất là dữ. Giống như bài đây nó một lần nữa nó bị lệch rất là nhiều, hai gậy tức nghĩa là lửa rất là nhỏ, còn nữ hoàng cốc đó thì nó, nữ hoàng là nó kế bên lá ông vua hồi nãy á, thì nữ hoàng cốc nó giống như nguyên một cái đại dương vậy đó, hoặc là nguyên một cái biển, hoặc một cái hồ vậy đó. Thì bạn tưởng tượng giống như một cái que lửa mà đấu với một cái hồ nước thì nó sẽ dập thôi, lửa nó sẽ bị dập thôi. Bởi vì chính giữa nó 10 kiếm đó, mình cảm giác giữa hai bạn nó có cái gì đó, nó mình cảm giác là bị bên ngoài can thiệp, hoặc là bị điều tiếng, hoặc là bị những cái gì gọi là chuẩn mực quy tắc xã hội nó đè lên, hoặc là các bạn sợ bị dòm ngó, sợ bị tai tiếng, sợ bị này nọ, hoặc bị lừa, hoặc là có những cái nỗi sợ gì đó bên trong, hoặc là các bạn cảm giác giống như là mình chưa có sẵn sàng để đón nhận cái tình yêu này, hoặc là các bạn không tìm được cái cách để trả lời cho cái câu hỏi là chúng ta nên làm gì với cái câu chuyện này, với cái mối quan hệ này, với cái kết nối này. Hoặc là một trong hai người tìm ra nhưng người còn lại thì không có nhu cầu tìm. Tại vì theo mình thì mình vẫn cảm giác một người là tin vào tương lai, còn một người là không có niềm tin, họ không có tin, họ chỉ nghĩ những cái gì đó nó kiểu giống như là thì giống như chuyện tới đâu là hay tới đó, nước dâng tới đâu thì tao tính tới đó, nước dâng qua đầu thì tao bơi, còn nước chưa dâng qua đầu thì tao còn lụm chụm ở trong đó. Với mình cũng cảm giác giống như cái câu chuyện này nó có nhiều cái negative thinking, tức nghĩa là giữa hai bạn nó có hiểu lầm.
nó có những cái mô típ mô phạm gì đó nó bị sai, hoặc là giữa hai bạn nó có những cái vết thương lòng cũ chưa được giải quyết. Thậm chí một số trường hợp mình nghĩ giống như ở đây, giống như là các bạn cảm giác giống như là không có chấp nhận được cái điểm trừ và điểm cộng gì đó của nhau, những cái mặt tốt mặt xấu của nhau, hoặc là các bạn muốn bẻ đối phương theo hướng mà các bạn muốn. Tức nghĩa là kiểu giống như cái đứa hai gậy thì sẽ cố gắng giống như là bây giờ mình có lựa chọn A, lựa chọn B, lựa chọn C, thì bây giờ cái bà nữ hoàng cốc này muốn chọn cái nào thì mình làm cái đó. Cái bà nữ hoàng cốc thì bà không phải là lựa chọn ABC, bà là bây giờ nhưng mà chị không thích ABC, chị muốn chọn cái gì đó khác nhưng mà chị cũng không biết chọn cái gì, hoặc là chị cũng chưa chắc là chị có chọn hay không. Thì cái đứa hai gậy nó sẽ không có thích cái chuyện đó. Hai gậy là A là B là C là D là F thì phải có một cái lựa chọn. Còn cái nữ hoàng cốc là kiểu giống như là để ngồi nghỉ, để coi nay ăn gì cũng được nhưng mà cũng không biết ăn cái gì nữa, kiểu giống vậy. Tức nghĩa là một người đưa ra lựa chọn và một người chọn, nhưng mà cái người chọn họ không chọn thì bây giờ cái người đưa ra lựa chọn cũng có chọn được đâu. Cái câu chuyện này nó rất là khó cho hai người.